cho các em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em phân tích định tâm đồ số 11. Về bệnh cảnh thì đây là một bệnh nhân nam 35 tuổi. Bệnh nhân này đi khám sức khỏe định kỳ và trong quá trình trước đây thì không có ghi nhận các triệu chứng như là đau ngực, khó thở hay hồi hộp. Bệnh nhân có mạch là 90 lần một phút và có huyết áp 130 trên 80 mét thủy ngân. Mõm tim thì ghi nhận ở khoảng liên sườn 5 đường trung đoàn trái và không nghe thấy âm thổi. Thì đây là định tâm đồ của bệnh nhân. Thì đầu tiên là về nhịp thì ta phải xem coi đây là nhịp gì. Thì đây là nhịp xoang, bởi vì ta thấy có sóng B dương ở D1, D2, AVF, sóng B âm ở AVR và sau mỗi sóng B là một phức bộ QRS. Như vậy thì đây là nhịp xoang. Thứ hai nữa là ta xem coi có ngoại tâm thông hay không. Thì ở đây là ta thấy là không có nhịp đến sớm, như vậy ở đây không có ngoại tâm thu. Cái đến nữa là nhịp đều hay không, thì ta thấy là khoảng cách giữa các phức bộ QRS thì là tương đối là nó bằng nhau, như vậy đây là nhịp đều. Do đó ta sẽ tính tần số. Thì ở đây ta thấy là khoảng cách giữa hai phức bộ QRS nó không tương ứng với lại số ô lớn. Do đó ta sẽ đếm số ô nhỏ. Thì ở đây ta đếm được là 15, đây là 3 là khoảng 18. Do đó ta lấy 1.500, ta chia cho 18, thì ra là 84 nhịp trên phút. Cái đến là về trục điện tim. Thì đầu tiên là ta nhìn ở D1, thì phức bộ QRS ở đây là có biên độ dương, là dương 8. Cái đến là phức bộ QRS ở AVF, thì ở đây ta cũng tính ra được là phức bộ QRS ở đây có biên độ là cũng là dương 8 luôn. Như vậy D1 dương và AVF dương. Như vậy trục điện tim ở đây là trục trung gian. Tiếp theo ta phân tích sóng B ở chuyển đạo D2. Thì ở đây là về thời gian ta đếm được là 3 ô, như vậy là 0,12 giây. Về biên độ thì ta đếm được cũng là khoảng 2 ô, nghĩa là 2 mm. Như vậy ở chuyển đạo D2 thì ta thấy là sóng B không có bất thường. Cái đến là khi ta xét ở chuyển đạo V1. Thì ở đây ta nhìn ở chuyển đạo V1 thì ta không thấy sóng, không thấy có pha dương, mà nhưng mà ta lại thấy là pha âm là ưu thế. Do đó ta sẽ tính cái thời gian. Thì ở đây ta đếm là 3 ô, nghĩa là 0,12 giây. Và biên độ của nó thì ta đếm được cũng là khoảng là 2 ô, nghĩa là 2 mm. Do đó ta lấy tích số của thời gian và biên độ thì ta lấy là 0,12 nhân cho 2 là 0,24 mili giây. Như vậy là lớn hơn 0,04 mili giây. Như vậy ở đây là bệnh nhân có tình trạng là có lớn nhí trái. Cái đến là về khoảng BR. Thì khoảng BR ở đây ta đếm ra được là 4 ô. Như vậy là 0,16 giây. Như vậy là khoảng BR nằm trong khoảng từ 0,12 đến 0,2 giây. Như vậy ở đây là khoảng BR bình thường. Cái đến là xét đến thời gian của phức bộ QRS. Thì ở đây ta đếm ra được là khoảng là 2 ô. Như vậy thời gian của phức bộ QRS là 0,08 giây. Từ 0,08 đến 0,11 giây. Như vậy phức bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường. Cái đến là xét về biên độ của các phức bộ QRS. Ở chuyển động ngoại vi thì ta thấy là tổng sóng R và sóng S thì các cái biên độ cộng lại thì nó đều là lớn hơn 5 mm. Như vậy phức bộ QRS là có điện thế ở bình thường. Thứ hai là ta xét đến ở các chuyển đạo trước ngực. Thì đầu tiên là ta thấy lấy RV1 cộng cho SV5. Thì RV1 ở đây ta đếm được là 8. SV5 ở đây thì ta đếm được khoảng là 4. Như vậy 8 cộng 4 là bằng 12 mm, lớn hơn 11 mm. Như vậy là bệnh nhân có lớn thất phải theo tiêu chuẩn của Solokov Leon phải. Kế đến là ta lấy SV1 cộng cho RV5. Thì SV1 ở đây ta đếm ra được là khoảng là 12. Còn RV5 ở đây ta đếm ra được là 1, 2, 3, 4, 5, khoảng là 5 ô, nghĩa là 25 mm. Như vậy 12 cộng 25 mm là 37 mm, lớn hơn 35 mm. Như vậy là có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Solokov Leon trái. Cái đến là ta lấy RAVL cộng cho SV3. Thì RAVL ở đây là 4 cộng cho SV3 ở đây là 20. Như vậy ở đây là 24. Ở đây là bệnh nhân nam. Bệnh nhân nam nếu mà để xét tiêu chuẩn lớn thất trái theo cọt neo thì phải là lớn hơn 28 mm. Như vậy ở đây là nhỏ hơn 28 mm.
Như vậy là không có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Cornell, mà ở đây chỉ có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Surikov-Leon. Tiếp theo là ta tính về khoảng QT. Thì ở đây ta thấy nhịp tim lúc nãy ta tính là khoảng 84 lần trên phút. Như vậy nếu mà ta có thể dùng công thức ước lượng, đó là nếu mà tần số tim dưới 100 lần một phút, khoảng QT nhỏ hơn 50% đoạn RR tương ứng thì xem như là QT bình thường. Thì ở đây ta tính thử, thì ở đây ta thấy là QT là khoảng là 8 ô. Như vậy tính ra là 0,32 giây. Còn khoảng cách RR ở đây là 18 ô. Do đó nó tính ra là 0,72 giây. Như vậy nếu mà cái này nhân đôi lên thì là cái này chia đôi thì là 0,36 giây. Như vậy là QT nó nhỏ hơn 50% của đoạn R tương ứng. Như vậy đây là QT là bình thường. Cách thứ hai thì ta có thể tính theo công thức hiệu chỉnh, đó là QTC bằng QT chia cho căn bậc 2 của RR. Thì ta tính thử ra là 0,32 chia cho căn bậc 2 của 0,72 là bằng 0,38. Như vậy ở đây là nhỏ hơn 0,44 giây ở nam. Như vậy ở đây là QT là bình thường. Tiếp theo là đánh giá các cái tổn thương ở trong tim. Thì ở chuyển đạo D1 AVL thì sóng Q bệnh lý thì ta không có ghi nhận. Cái đến là sóng T thì ở D1 thì ta thấy sóng T có vẻ là sóng T dẹp. Còn AVL thì sóng T nó âm. Cái đến là ST thì ở AVL thì ta thấy là ST nằm trên đường đẳng điện. Còn ở D1 thì ST nó chênh xuống khoảng là 0,5 mm. Ở D2, D3, AVF thì sóng Q bệnh lý thì ta thấy ở D2, D3, AVF có những cái sóng Q nhỏ. Thì những cái sóng Q này thời gian của nó là không quá 0,04 giây và chiều sâu của nó thì không quá 1 phần tư sóng R tương ứng. Như vậy những sóng Q này chỉ là những sóng Q sinh lý, không phải là sóng Q bệnh lý. Cái đến là sóng T bất thường thì đây ta thấy sóng T dương, sóng T dương, sóng T dương. Cái đến là ST thì ở D2 ta thấy là ST chênh xuống mà là dạng chuối xuống. Ở D3 thì ta thấy là ST chênh xuống mà dạng đi ngang. Còn ở AVF thì là ST chênh xuống và dạng chuối xuống. Cái đến là từ V1 đến V6 thì sóng Q bệnh lý thì ta cũng không ghi nhận. Cái đến là sóng T bất thường thì cũng không có. Cái đến là ST thì ở V4, V5, V6 thì là ta thấy là có ST chân xuống mà là dạng chuối xuống và cái độ chân xuống của nó thì khoảng là 3 mm. Như vậy qua phân tích điện tâm đồ thì ta có thể thấy là trên điện tâm đồ này có những bất thường sau. Thứ nhất là trên điện tâm đồ này có dấu hiệu lớn nhĩ trái. Thứ hai là có dấu hiệu của lớn thất trái theo tiêu chuẩn điện thế. Thứ ba là lớn thất phải. Và cuối cùng là ta thấy là ST chân xuống ở nhiều chuyển đạo. Đó là D1, D2, AVF, V4, V5, V6. Bệnh nhân có lớn thất theo tiêu chuẩn điện thế thì có thể gặp trong trường hợp đó là tăng dính truyền, thường là do thành ngực bệnh nhân mỏng hoặc là bệnh nhân lớn thất thật sự. Như vậy để xác định bệnh nhân là lớn thất thật sự hay là chỉ là do hiện tượng tăng dính truyền thì ta cần phải tìm những dấu hiệu sau. Đối với lại lớn thất thật sự thì bệnh nhân sẽ có trục tim thay đổi, ví dụ như là lớn thất phải thì trục lệch phải, lớn thất trái thì trục lệch trái. Bệnh nhân có thể kèm theo là lớn nhĩ, lớn thất phải thì kèm theo lớn nhĩ phải, lớn thất trái thì kèm theo lớn nhĩ trái. Bệnh nhân có kéo dài thời gian xuất hiện nhánh đầu điện, thì kéo dài thời gian xuất hiện nhánh đầu điện thường cái khoảng thời gian nó nhỏ, rất là khó xác định. Hoặc là bệnh nhân có quốc bộ QS giãn rộng và thường là có dạng lóc nhánh tương ứng. Như vậy ở đây bệnh nhân này có dấu hiệu lớn thất phải, có dấu hiệu lớn thất trái, có dấu hiệu lớn nhĩ trái. Như vậy bệnh nhân có dấu hiệu lớn thất phải, lớn thất trái, do đó trong trường hợp này ta nghĩ là bệnh nhân có tình trạng là lớn thất thật sự và đặc biệt là lớn thất trái. Cái đến là ST chân xuống, thì ST chân xuống thì ta có thể gặp trong nhiều trường hợp, nhưng ở trong trường hợp này thì ta có thể nghĩ đến hai khả năng. Một là bệnh nhân bị hội chứng vành cấp không ST chân lên, và thứ hai là bệnh nhân bị dày thất trái. Đối với lại hội chứng vành cấp không ST chân lên thì cơ chế đó là do cục huyết khối nó gây tắc nghẽn bán phần của cái động mạch vành, do đó động mạch vành nó sẽ bị giảm tưới máu cho cái vùng cơ tim, đặc biệt là vùng cơ tim nằm ở dưới cái nội mạc nó sẽ bị thiếu máu nhiều hơn là so với vùng thượng mạc. Và khi mà vùng cơ tim ở dưới nội mạc nó bị thiếu máu thì cái hoạt động điện của nó là nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái
với lớp thượng mạc. Mà như ta đã biết thì vector của dòng điện nó sẽ hướng từ điện thế dương trở về điện thế âm, do đó nó sẽ hướng đi từ ngoài vào trong và do đó nó sẽ tạo nên hình ảnh là ST chân xuống. Như vậy để chẩn đoán hội chứng vành cấp không ST chân lên thì ta sẽ dựa vô lâm sàng là bệnh nhân có đau ngực kiểu mạch vành, hoặc là ST phải là thay đổi nguyên phát, nghĩa là ST chân xuống không phải do lớn thất hoặc là do lấp nhánh. Thì ở đây bệnh nhân hoàn toàn là không có đau ngực và trong thời gian gần đây là không ghi nhận triệu chứng đau ngực hay là những cái cơn vã mồ hôi bất ngờ. Cái đến nữa là ST trong trường hợp này đó là ST thay đổi thứ phát, bởi vì ta ghi nhận là trước đó bệnh nhân có dấu hiệu lớn thất. Thì cho nên trên cái này ta không nghĩ đến. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì một số bác sĩ cẩn thận người ta sẽ làm thêm men tim để ta xem coi là men tim có tăng lên hay không, hoặc là người ta có thể làm siêu âm tim để người ta đánh giá là có dấu hiệu rối loạn vận động vùng hay không. Trong trường hợp nếu có dấu hiệu rối loạn vận động vùng thì ta phải nghĩ liền đó là cái hội chứng vành cấp không ST chân lên. Đối với lại dày thất trái thì cái cơ chế của dày thất trái đó là do cái tình trạng là thành tim nó dày hơn so với lại bình thường, và khi mà thành tim nó dày hơn so với lại bình thường thì cái mạch máu nuôi của nó sẽ không đủ cung cấp máu cho cái vùng nội mạc, do đó là cái vùng nội mạc nó sẽ bị thiếu máu so với lại cái vùng thượng mạc. Và đặc biệt là cái sự thiếu máu này nó sẽ dễ xuất hiện, đặc biệt là khi bệnh nhân gắng sức. Khi bệnh nhân gắng sức thì cơ tim co bóp nhiều, nghĩa là nó cái cơ tim nó sẽ đòi hỏi cái nhu cầu nhiều hơn và do đó là cái vùng nội mạc nó sẽ bị thiếu máu càng nhiều và càng trầm trọng hơn. Và khi mà cái vùng nội mạc nó bị thiếu máu như vậy thì cái hoạt động điện thế của cái lớp nội mạc nó sẽ âm hơn so với lại lớp thượng mạc. Do đó cái vector của cái dòng điện nó sẽ hướng đi từ ngoài vào trong và do đó nó sẽ tạo nên là thành đoạn ST chân xuống. Thì để chẩn đoán là dày thất trái thì thông thường là các bác sĩ sẽ khám lâm sàng là thường là mõm tim nó sẽ lệch ra ngoài đường trung đòn trái hoặc là mõm tim nó nảy mạnh. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu này rất là khó xác định, đặc biệt là nếu mõm vị trí mõm tim không thay đổi và tim nó chỉ nảy mạnh. Do đó người ta sẽ dựa vô điện tâm đồ, đó là người ta thấy có dấu hiệu lớn thất và cái đến là ST là thay đổi thứ phát sau lớn thất. Như vậy trong trường hợp này thì đây là ST thay đổi sau cái lớn thất trái trước đó ta đã ghi nhận. Như vậy ta ghi nhận thì ta sẽ nghĩ nhiều đây là trường hợp là của dày thất trái. Và để xác định đúng là bệnh nhân có dày thất trái hay không thì người ta sẽ làm siêu âm tim. Thì về nguyên nhân của dày thất trái thì có những trường hợp sau, đó là bệnh cơ tim phì đại nguyên phát, hoặc là bệnh nhân dày thất trái do hẹp van động mạch chủ, bệnh nhân bị dày thất trái do tăng huyết áp, và dày thất trái đó là do hẹp eo động mạch chủ. Thì đây là những nguyên nhân thường gặp nhất của dày thất trái. Thì đối với lại hẹp van động mạch chủ thì thông thường là bệnh nhân sẽ có biểu hiện âm thổi, là âm thổi tâm thu nằm ở khoảng gian sườn 2 bờ phải xương ức, thường là lan lên cổ, hoặc là âm thổi tâm thu dạng phục ở khoảng gian sườn 3 bên trái. Thì ở bệnh nhân này khi thăm khám người ta không nghe thấy âm thổi, do đó không nghĩ đến là bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ. Cái đến là về tăng huyết áp thì bệnh sử bệnh nhân không ghi nhận tăng huyết áp và lúc khám thì bệnh nhân có huyết áp bình thường, do đó không nghĩ đến nguyên nhân là do tăng huyết áp. Cái đến là thứ phát do hẹp eo động mạch chủ, thì đối với là hẹp eo động mạch chủ thì đây là một cái bệnh tim bẩm sinh, thì thông thường nó sẽ gây nên cái bệnh cảnh đó là bệnh nhân sẽ có phần trên phát triển hơn so với phần dưới và huyết áp thì sẽ có tình trạng là huyết áp chênh lệch giữa hai tay ở bệnh nhân này. Và cái đến lâu nữa là khi thăm khám thì mình sẽ nghe được cái âm thổi tâm thu nằm ở vùng liên bã cột sống, tức là nghe rõ ở vùng sau lưng. Thì ở bệnh nhân này thì ta thấy là huyết áp hai tay thì đều nhau và không nghe được âm thổi vùng lưng, do đó không nghĩ đến hẹp eo động mạch chủ. Như vậy sau khi loại trừ các bệnh lý do hẹp van động mạch chủ, tăng huyết áp và hẹp eo động mạch chủ thì lúc này ta sẽ nghĩ nhiều dày thất trái này là do bệnh cơ tim phì đại nguyên phát. Như vậy nói tóm lại qua điện tâm đồ ta rút ra những điều sau là ST sẽ thay đổi thứ phát gặp trong những trường hợp rạch lóc nhánh hoặc là lớn thất. Cái đến là khi có dấu hiệu của lớn thất trái kèm theo ST chân xuống thứ phát thì ta sẽ nghĩ đến là dày thất trái. Và khi đã xác định là dày thất trái thì ta phải đi tìm nguyên nhân của dày thất trái. Nếu như ta đã loại trừ được tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp eo động mạch chủ
thì cuối cùng là ta phải nghĩ đến đây là bệnh cơ tim phi đại nguyên phát. Phần trình bày của tôi về ca lâm sàng này đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những điện tâm đồ sau.